Cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn, tối ngày 22 tháng 12 tại quán cà phê Armio đã diễn ra chương trình đêm thánh ca với mục đích quyên góp giúp trẻ em nghèo mồ côi tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai có một mùa Giáng sinh ấm áp, ý nghĩa. Khi mà tổ chức một cái đêm nhạc từ thiện như vậy thì sẽ mang những cái tình thương của mọi người cùng chung tay sẽ mang đến cho các trẻ em nghèo mồ côi. Các cháu sẽ có một cái đêm Giáng sinh, một cái mùa Giáng sinh thật là tràn ngập những yêu thương, và mỗi người một chút thôi, có lẽ là cái Giáng sinh này thật là ý nghĩa. Chương trình đêm thánh ca đã thu hút đông người đến xem. Số tiền 15.400.000 đồng do người dân và khách hàng đóng góp trong chương trình sẽ được đoàn giáo xứ Bãi Dâu chuyển đến thành phố Pleiku cho các trẻ em nghèo mồ côi trong ngày 25 tháng 12. Đây là thôi là rất là vui. Bởi vì là đây là đầu tiên mà cái Armio này tổ chức cái chương trình thánh nhạc như vậy, thì mình có nghe là sự chia sẻ của anh Hải là chủ quán đó, thì anh nói là cái số tiền mà được ủng hộ trong cái đêm nhạc hôm nay là sẽ được giúp cho các em những cái bé nghèo ở thành phố Pleiku ở Gia Lai, thì đó cái điều đó là điều rất là trân quý, làm mình đóng góp một phần nào đó, một tiết mục thôi nhưng mà nó làm nên một cái đêm nhạc như vậy. Tôi cảm thấy là mang ý nghĩa rất lớn, tính nhân văn rất cao. Đó là việc quyên góp tuy chưa phải là nhiều để làm một cái số tiền rất nhỏ có thể giúp cho những hoàn cảnh khó khăn. Tôi nghĩ như vậy cũng rất là đủ để mang một cái tính nhân văn rất cao, một ý nghĩa nhất định của cái đêm nhạc.